Xin kính chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Thưa quý vị và bà con, thời tiết ở vùng biển Bắc và giữa biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa, chưa có nhiều biến động so với 24 giờ trước. Tại đây, mưa rào và dông cũng xảy ra nhưng không nhiều nên tầm nhìn xa vẫn thông thoáng. Gió có hướng đông đến đông bắc hoạt động với cường độ yếu, không gây biển động. Trạng thái thời tiết này sẽ còn duy trì đến giữa tuần sau nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường. Ở các vùng biển phía Nam, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió thịnh hành theo hướng Tây Nam và hoạt động với cường độ trung bình ở mức cấp 4 nên không gây biển động. Tuy nhiên, những cơn mưa rào và dông liên tục xuất hiện, đặc biệt là vào khoảng thời gian về chiều và tối, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp. Trong cơn dông, bà con cần đề phòng với khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tiếp nối bản tin là dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay và ngày mai, gió trên khu vực Vịnh Bắc Bộ vẫn thổi theo hướng Đông Nam với cường độ khá yếu. Tuy nhiên, ở vùng biển ven bờ thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông khiến cho tầm nhìn hạn chế. Và trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật, gây mất an toàn cho các hoạt động lưu thông trên biển. Phải đến những ngày đầu tuần sau thì thời tiết mới chuyển tốt dần. Dọc theo vùng biển khu vực miền Trung, suốt từ Quảng Trị trở vào cho tới Bình Thuận, trong đêm nay và ngày mai, gió chủ yếu có hướng Nam đến Đông Nam và hoạt động với cường độ khá yếu, chỉ ở mức cấp 3 đến cấp 4, biển êm. Thời tiết ít mưa, ngày nắng ráo và tầm nhìn xa trên 10 km, nên bà con có thể yên tâm tổ chức các hoạt động khai thác hải sản. Và những chuyến tàu trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn cũng có thể hoạt động bình thường. Vùng biển phía đông của Nam Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Bà Rịa Vũng Tàu ra tới Côn Đảo, gió thổi đều theo hướng Tây Nam, hoạt động ở mức trung bình, phổ biến khoảng cấp 4 đến cấp 5. Ban ngày trời có nắng, tầm nhìn xa thoáng, nhưng đến chiều và tối thì xuất hiện mưa dông, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật, gây nguy hiểm cho tàu thuyền, nhất là những tàu có trọng tải nhỏ hoạt động trên khu vực. Đến với khu vực biển từ Cà Mau cho tới Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá ra đến đảo Phú Quốc. Nơi đây cũng thịnh hành đới gió Tây Nam, có cường độ yếu đến trung bình. Ban ngày trời có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, biển êm. Nhưng chỉ khoảng sau 14 giờ thì mây đối lưu phát triển, gây ra mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nên thời tiết không được thuận lợi cho việc khai thác hải sản của bà con ngư dân, cũng như những chuyến tàu từ Rạch Giá đến đảo Phú Quốc vào ngày mai. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cùng bà con ngư dân cho các bản tin tiếp theo.